Trong giai đoạn cuối năm và đầu năm mới, nhà chức trách Thái Lan đang phối hợp kiểm tra các giỏ quà bày bán trên thị trường nhằm đảm bảo các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn. Các đoàn thanh tra của cơ quan quản lý đô thị Bangkok, Ủy ban bảo vệ người tiêu dùng, Cục Y tế Bangkok và các cơ quan nhà nước khác của Thái Lan kiểm tra việc tuân thủ các quy định an toàn thực phẩm, bao gồm việc dán nhãn sản phẩm phù hợp, độ tươi của các mặt hàng, hàng thực phẩm, cũng như việc đảm bảo các mặt hàng, hàng này không chứa chất độc hại nào. Bên cạnh các trung tâm mua sắm, siêu thị lớn và các cửa hàng bán lẻ, các đoàn chức năng cũng kiểm tra các nhà bán lẻ trực tuyến. Người mua được khuyến nghị kiểm tra kỹ các mặt hàng trong giỏ có khớp với nhãn sản phẩm hay không và đảm bảo mỗi mặt hàng còn thời hạn sử dụng ít nhất 6 tháng. Giỏ quà có rau, trái cây tươi phải được đặt bán trong vòng 3 ngày. Ngoài ra, nhãn thực phẩm phải có dấu kiểm định rõ ràng của cơ quan thực phẩm và dược phẩm. Nếu sản phẩm bị hư hỏng trước thời hạn sử dụng, thời hạn sử dụng dưới 6 tháng hoặc nội dung không đúng thông số kỹ thuật thì có thể đổi trả. Các vi phạm của doanh nghiệp có thể bị phạt tù hoặc phạt tiền hoặc cả hai.